bám sau Hoa Ngữ và những bệnh kín không dám cho ai biết. Thứ nhất, Dương Dương. Dương Dương hiện là một trong những nam thần trẻ tuổi nổi tiếng nhất nhì Hoa Ngữ, đặc biệt sau siêu phẩm Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tên tuổi của nam diễn viên trẻ tiếp tục phủ sóng toàn châu Á, thu về một lượng fan đông đảo, hùng mạnh, khó ai sánh bằng. Trẻ tuổi, đẹp trai lại sớm đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng Dương Dương cũng có những bí mật không muốn ai biết. Ra mắt năm 2008, Dương Dương nhận được nhiều sự chú ý từ vai diễn Gia Bảo Ngọc trong bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng. Vì có khởi đầu thuận lợi nên nam diễn viên cố gắng nắm bắt cơ hội, liên tục nhận kịch bản và đóng phim. Làm việc quá sức khiến cơ thể Dương Dương bị tổn hại, dẫn đến bị bệnh lãng tai dù năm đó anh chỉ mới 17 tuổi. Tuy đã được chữa trị kịp thời nhưng thỉnh thoảng bệnh vẫn tái phát khiến Dương Dương gặp nhiều khó khăn. Nam diễn viên từng chia sẻ trong lúc quay Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, thân thể xảy ra vấn đề, phần eo và các đầu khớp xương bị đau nhức, thậm chí còn tái phát bệnh lãng tai, khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Thứ hai, Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng cũng là một trong những ngôi sao nam tuy còn trẻ nhưng đã phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe do áp lực công việc. Trong khoảng thời gian ghi hình thử thách cực hạn, nam ca sĩ bất ngờ ngất xỉu khiến các thành viên trong đoàn vô cùng hốt hoảng. Lúc đó, Lai sắc mặt tái mét, môi nhợt nhạt, cơ thể suy yếu, lấy cớ đi nhà vệ sinh cho tỉnh táo, nhưng đi được hai bước đã ngã khụy. Nhân viên của tổ công tác tiết lộ, nguyên nhân ngất xỉu không phải do yếu tố bên ngoài tác động như ngộ độc hay bị đau dạ dày, mà bởi làm việc quá độ trong thời gian dài không nghỉ ngơi nên bị đuối sức. Thứ ba, Trịnh Sảng. Trịnh Sảng tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng mắc phải rất nhiều thứ bệnh. Bởi vì thắt lưng bị thương trong quá trình quay phim nên mỗi khi bệnh tái phát cô không thể đứng thẳng dậy được. Lúc tham gia các chương trình hay quay phim đều có thể thấy Trịnh Sảng thường xuyên ngồi xổm xuống, có lúc phải quỳ luôn xuống sàn. Bệnh tình của cô nàng rất nặng, thậm chí nhiều chương trình hay kịch bản phim gửi lời mời đến cho Trịnh Sảng, nhưng vì sức khỏe nên cô buộc phải từ chối. Ngoài chứng đau lưng mãn tính, Trịnh Sảng còn mắc phải chứng biếng ăn do những áp lực từ dư luận chê bai cân nặng của cô. Người hâm mộ nhiều lần phải xót xa khi chứng kiến nữ diễn viên sụt cân nghiêm trọng, tay chân khẳng khiu gầy guộc trông rất đáng thương. Thứ tư, Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật nổi tiếng không chỉ ở châu Á mà còn rất được mến mộ ở Hollywood. Từng có một khoảng thời gian đứng trên đỉnh hào quang, nhưng mấy năm gần đây, nam diễn viên khá vắng bóng trong các dự án phim điện ảnh và truyền hình. Bẵng đi một thời gian, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lý Liên Kiệt xuất hiện với thân hình phát tướng, gương mặt sưng phù, mắt lồi ra. Lý Liên Kiệt cho biết, 5 năm nay anh bị chứng tăng cường tuyến giáp, cơ thể có lúc sụt đến 9 cân, bệnh tình vô phương cứu chữa càng lúc càng phức tạp. Đến nay tuy đã đỡ được ít nhiều, nhưng bạn thân của Lý Liên Kiệt cho hay anh vẫn phải thường xuyên đi cắt thuốc đông y uống. Thứ năm, Tạ Đình Phong. Tạ Đình Phong là ngôi sao điện ảnh Hồng Kông nổi tiếng. Anh tham gia nhiều phim hành động và được tôn vinh như một thành long thứ hai. Ít ai biết dù mắc bệnh hen suyễn nhưng nam diễn viên vẫn thường xuyên liều mạng tự mình tham gia các cảnh quay nguy hiểm. Chính vì lý do đó mà bệnh thường xuyên tái phát khiến anh nhiều lần phải ra vào bệnh viện. Thứ sáu, Điền Trấn. Nữ ca sĩ Điền Trấn bởi vì làm việc quá nhiều lại nghiện thuốc lá dẫn tới bệnh suy giảm tiểu cầu mãn tính và bệnh ngoài da khiến cho nhiều người khiếp sợ. Thứ 7, Trương Gia Dịch. Nam diễn viên Trương Gia Dịch từ năm 22 tuổi đã phải chống chịu với nhiều loại bệnh như tê cứng khớp và viêm cột sống mãn tính. Những căn bệnh này khiến anh phải chịu đựng rất nhiều mỗi khi tham gia quay phim, đặc biệt nếu không giữ gìn cẩn thận, nó có thể khiến ngôi sao lập trường phải chịu cảnh tàn phế suốt đời. Thứ 8, Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương là người đứng sau thành công của những siêu phẩm như Dạ Yến, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Thiên Hạ Vô Tặc. Dù sự nghiệp vẫn trên đà phát triển, vừa giàu có lại nổi tiếng nhưng ít ai biết vị đạo diễn quyền lực này mắc phải chứng bệnh lang ben. Ông đã kết hôn và nhiều năm nhưng vẫn không sinh con là do di chứng từ căn bệnh này. Thậm chí có tin đồn Phùng Tiểu Cương bệnh tình quá nặng vì lo lắng sẽ di truyền sang con cái sau này nên đã thẳng tay cắt bỏ bộ phận sinh dục.